Thì mình cũng đã kiểu hỏi bên chủ shop với bạn, thì chủ shop nói cũng nói cho mình biết thì thời gian sẽ có rút, cũng sẽ sắp có nhanh lắm nha bạn, cũng là tin vui luôn bạn. Thì chủ shop nói mình là đợi cỡ 3 hay là 4 ngày nữa bạn, 3 hay 4 ngày nữa là sẽ lấy robot chính hãng luôn, robot chính hãng để cho các bạn rút luôn đó. Còn còn nếu không thì các bạn nào muốn rẻ hơn á, thì đợi chờ rút á, rút được, tại vì mấy cái rút trên Roblox á thì bị mấy cái rút trên bán robot trên Roblox á bị admin Roblox chặn hết rồi bạn, chặn hết á. Mấy bạn vô rút á thấy có nhiều rút rất là nhiều robot nha, nhưng mà admin Roblox đã khóa tính năng chuyển robot cho bạn ở đó nên không có được nữa. Nên giờ chủ shop chắc sẽ qua rút bằng robot chính hãng với bạn ha. Thì đó, đó là cái phần robot nha bạn. Còn cái phần mà nổ hũ á, thì bạn nào mà có kiểu hũ trong hũ có giống như kiểu mình đang có không nha, bạn nào kiểu có tiền trong hũ rồi á, thì chủ shop nói mình là sẽ đổi cho các bạn là 10 ra bằng 50 robot luôn đó, khá là ngon, rất khá là ngon luôn nha bạn. Đó thì các bạn cứ trông chờ cỡ 4 ngày nữa các bạn, thì cũng đó là cũng là tin vui luôn nha bạn, tại mình cũng đã hỏi bên chủ shop rồi vậy ha. Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop KingRob. Bạn chỉ cần ghi kingrob.com thôi là ra cái shop liền nha bạn. Thì shop có những trò chơi như là nổ hũ nè, vòng quay may mắn nè, và hay nhất đó chính là đu top nha bạn. Bạn chỉ cần đu top thôi là có thêm phần thưởng nè, phần thưởng cực kỳ giá trị luôn. Thì nhớ nhớ ủng hộ shop hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Nay Đây, và hôm nay mình sẽ đó thì mình sẽ mượn ạc của đắc kép nha bạn. Đó thằng đệ mình đắc kép nó bạn, xong nó hên dữ gì trời, xong mở game cai nào mới ra cũng có được hay thiệt chứ. Còn mình là mình hôm bữa là mình quay hết hết lượt quay hôm bữa luôn rồi đó bạn, là 80 lần, xong rồi mình đã quay thêm luôn rồi mà vẫn không ra nha bạn, là hình như là 200 mấy lần mình chỉ được đúng một cái Obito luôn các bạn đó, để bạn hiểu rồi. Quay hết luôn rồi đó, giờ mình chắc mình phải tích để dành từ từ á, để chủ nhật mình có gì mình live stream mình quay cho các bạn dự đoán á bạn. Ở giống giống như buổi live stream hồi trước á, mình sẽ quay Genkai cho các bạn dự đoán Genkai như thế nào xịn ha. Rồi nên mình sẽ lấy đỡ ạc của đắc két nha bạn, review cái con mắt suy xui nha bạn đó. Còn còn mấy cái lần quay mình sẽ tích ráng để dành tới 80 lần ha, để chủ nhật mình live stream mình sẽ truy tìm suy xui trực trực tiếp chứ, đúng rồi, trực tiếp trước mắt các bạn luôn đó. Cho các bạn thấy độ hên của mình đó. Còn bây giờ là mình mở không ra si xui rồi bạn ơi, khó thiệt sự. Trời đại gia bạn, nhìn 4 Genkai cho mắt sen gan không, trời ơi đại gia thiệt chứ. Cái này cái sen gan thường nữa nè bạn, cái này là sen gan thường nữa, là full full 4 cái sen gan luôn. Ghê thiệt chứ. Thì cái Shisui hình như là mình coi trong phim, lúc mà nhớ lại á là Shisui là người duy nhất có một một mắt Sharingan bật được Susanoo ấy bạn. Thì chắc cái này là hơn cả thiên tài luôn bạn, là mạnh hơn Itachi luôn á, hơn Madara luôn chứ, đúng rồi, có khi là mạnh hơn Madara luôn, tại vì muốn thức tỉnh Susanoo phải là hai con mắt Mangekyou Sharingan đó mới được, mà Shisui có một con mắt là chủ này gọi là siêu thiên tài luôn bạn, mạnh vãi thì chứ. Nhưng mà tự nhiên đúng một mắt mở đúng Susanoo lúc đó yếu các bạn, mở được có mấy giây hết, xong hết kết thúc. Còn bây giờ thì mình sẽ tận tận mắt chứng kiến tất cả các chiêu của Shisui trong game hả bạn. Rồi mình sẽ sử dụng chiêu đầu tiên ha, đây thì cây đắc kép cũng có lay bộ quần áo của Shisui luôn nè bạn đó. Rồi 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 rồi, đây số 1 là gì đây? Ồ Wow. Ui, ui, quên 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 quên. Mình sẽ lấy thêm mấy cái phân thân nha bạn, cái phân thuật phân thân nè. Ui, báo quá vậy. Lấy thêm mấy cái thuật phân thân liền mới được. Lấy hết thuật phân thân ra mới được. Không được rồi, không được rồi. Nhìn nhìn thấy là thấy không ổn rồi. Thấy hơi bị bá đạo rồi bạn ơi. Phân thân. R T xuống ai. Hả? Ít. Trời. Phải game thì chứ. Trời ơi nó bu nó quánh kìa. Thôi xong rồi bạn ơi, thôi xong rồi. Game game này ra xui xui thôi, nát rồi. Nát rồi. Các bạn thấy không? Trời ơi, đất ơi, xài thêm mấy cái thuật phân thân này, phân thân cao cấp, phân thân bình thường các kiểu đó. Trời ơi, phân thân ra nó quánh kìa.
cái gì vậy, Genkai gì vậy, chất lượng quá vậy. Đúng là nếu mà không, nếu mà gọi gọi thì quá mạnh thì cũng đúng với bạn, tại vì trong phim thì Shisui là người duy nhất một mắt thức tỉnh Mangekyou mở được Susanoo các bạn, là quá mạnh mà, thì trong phim vậy thì trong game chắc phải hơn chứ luôn các bạn đó. Thì cái này chắc cũng là điều bình thường các bạn ơi, mình nói nát chắc nói chơi á, tại vì trong phim sao thì trong game cũng phải vậy thôi. Số 2 là gì đây? Ủa sao số 2 cũng giống số 1 vậy? Gì vậy? Từ từ đây. Rồi này, copy xì tai body control gì đây, có cái gì này chắc phải sử dụng vô người các bạn ơi. Số 2 cũng không biết là gì luôn, số 3 chắc là ảo thuật rồi. Đây, wow, vậy số 3 là chắc chắn là ảo thuật nha các bạn. Vậy là số 3 sẽ là ảo thuật ha. Rồi giờ mình sẽ thử thức tỉnh con mắt lên nha các bạn. Đây là Sharingan bình thường các bạn, đây là Sharingan bình thường thôi, Sharingan chứ, Sharingan bình thường. Rồi chiêu chơi là gì đây? Hình như là cái chiêu này là giống cái chiêu này là cái chiêu mà admin xài các bạn, hình như là bật lên á, đối phương chỉ cần nhìn vào con mắt là sẽ bị dính ảo thuật liền hay sao á. Sao giống ha, giống các bạn. Mà để coi có xe máy đây, C2 rồi, C2 giờ này, C1 nè, C2, C3 chắc là Susanoo. Rồi với C3 các bạn ơi, giống Itachi thôi. Vậy là C3 sẽ là Susanoo hoàn chỉnh nha các bạn. Hoàn chỉnh thôi chứ không phải toàn chân thể. Vậy số 2 chắc là bộ xương rồi. Đúng luôn nha các bạn. Thì tức hình như hầu hết tất cả các Susanoo đều đam bằng nhau nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Cái đam nè, cả Susanoo đều bằng nhau hết. Nhưng mà cái chiêu sẽ khác thôi. Chiêu là gì đây? Ồ, vẫn vậy luôn. Vậy là vẫn vậy hả bạn, cái chiêu này. Ui, đam kìa. Ui, đam kìa. Trời ơi. Cái này là bắn là cái chiêu bắn 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 ra mấy cục mạng min xài vô trong clip các bạn. À thì đây là cái chiêu đó. Mấy bạn nhìn đam kìa, Itachi hình như chặt phát là có 58.000 thôi đúng không? Còn mấy bạn nhìn đam nha, nhìn đam nè. Mình vô mình tính chắc mình ráng vô một cây nha các bạn, cho bạn nhìn đam. Ủa gì vậy? À quy hả? À đây. Ủa bạn kìa, 14 ngày 14 14 14 mấy là 14 luôn á. À cái này là chiêu quy hả bạn, cái chiêu quy lúc mà bật mắt thức tỉnh nha. Mấy bạn giữ lúc này và xài chiêu quy nha. Đó là sẽ bắn ngay cái cục đó. Mấy bạn nhìn đam kìa, 14 14 14 14 liên tục luôn nha. Đam to lắm nha nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 này 10 lần á. Nếu mà tính 10 lần là 140.000 máu nha. Ui ôi trời ơi, vai tuyệt đỉnh quá vậy, Shisui mạnh quá vậy. Búp búp thì chắc cũng như Itachi hả bạn, 2008 2007 nè, 3000 tai nè, HP 2007 nè, chắc ra 2008 và ninjutsu là 2007 nha bạn. Ủa như bình thường. Ủa chém cái này có hơn hơn Itachi không ta, 14.000. Ủa vậy chém yếu Itachi hay sao các bạn ơi, phải không, đúng không? Đây 14.000, 14.008, từ 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 để mình coi lại coi. Rồi để mình coi lại Itachi coi. Không lẽ hơn hơn thua Itachi ta. Phải không? À bằng bằng đó nha các bạn, bằng bằng bằng, vậy là bằng không 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 hơn nhé. Vậy là admin tính tất cả các mắt Sharingan bằng nhau các bạn. Lột Mangekyou Sharingan chứ, còn Sharingan bình thường là chắc chắc chắn sẽ không bằng Mangekyou rồi các bạn. Đây, này đánh. Rồi ok đánh. Rồi vậy là lúc xưa chắc vẫn vậy luôn. Rồi mình nghi cái chiêu này giống ảo thuật hoặc là né hả các bạn. Từ từ lát mình sẽ thử vô quái ha. Rồi vì vui chắc vẫn vậy. Wow, trưởng thì tăng đam lên. Ôi chạy nhanh lắm nha các bạn. Ủa gì vậy, sao cái tướng chạy kỳ vậy. Rồi nhìn tướng chạy kìa. Rồi chắc mình nhận nhiệm vụ mấy con quái thường nha các bạn. Boss lát hồi mình đánh sau ha. Đây đánh quái thường trước đi. Đây quái thường. Ồ bên này luôn hả? À? Ngon. Chạy 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 chạy. Hắc là gì đây? À, chim nè, chim nè. Wow, bay nhanh thiệt. Ủa không có bay lên trời hả? Bay lên cao sao ta? Bay lên cao sao ta? Không bay lên cao được bạn ơi. Ôi kỳ vậy. Khó hiểu thiệt. Rồi. Rồi tốn tốn cái điểm kia dữ vậy. Rồi
Giờ mình sẽ thử bình thường nha bạn, mình sẽ quánh một con vụ đó thôi. Đây 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 đây. Rồi. Yêu này lấy gì đây? À. Ồ. Oh. Vậy là cái dạng này cái dạng kiểu cao cấp hơn của Itachi luôn nha các bạn. Itachi là chỉ có các bạn thấy lúc mà 5 giây né bật bật chiêu đầu tiên á là sẽ được 5 giây né, xong rồi sẽ để lại cái bóng ở chỗ cũ, giống như dịch chuyển về chỗ mình đứng á. Còn cái này thì cao cấp hơn xíu là phân thân nha các bạn. Phân thân vừa đánh vừa mà mình có thể vừa né được luôn nha các bạn. Nè, các bạn nhìn lại nha. Đây. Đó, mình có thể né hết tất cả các Genkai của con quái luôn nè. Mà phân thân mình còn quánh phụ nữa. Đồ chiêu đã thiệt luôn. Vậy là không thể nào ám sát được Shisui rồi. Wow. Bá vãi. Không nhận. Bá thiệt luôn các bạn ơi. Đó, rồi. Thì chiêu tiếp theo mình sẽ xài chiêu thứ hai ha. Chiêu thứ hai là gì đây? Gì đây? Cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Rồi con quái nó quánh gì vậy? Quái quánh dai vậy? Điên nè, điên nè. Ra đây làm gì? Rồi con quái này bị gì luôn rồi bạn ơi. Rồi xong rồi, bị ngáo cần rồi, ngáo cần rồi. Rồi để mình tiêu diệt quái này luôn nha bạn. Rồi. Rồi mình sẽ dụ một con khác ra nha bạn. Tại bu đông là đánh có lấy hồi đánh khó chịu lắm đây chiêu này. À vậy là chiêu này mình chỉ cần bấm đánh là sẽ dịch chuyển ra sau đối phương nha bạn. Wow, sẽ dịch chuyển ra sau đối phương. Mà cái dạng này cũng là dạng né luôn, cái dạng né giống Itachi luôn. Đó. Là đối phương chỉ cần quánh phát mà mình dịch chuyển ra sau lưng liền các bạn, giống như cái chiêu Wii của Itachi các bạn. Bay quả tới đứng sau lưng á. Thì cái chiêu này cũng cực có giống giống vậy. Đây, khi bạn bị quánh là sẽ dịch chuyển ra sau lưng liền bạn thấy không? Đó. Wow. Cái này là chuẩn ám sát luôn á. Rồi, từ từ. Tiếp chiêu đầu nè. Đó. Ồ né bá vãi á. Trời ơi, phân thân. Giống kiểu mình ẩn thân trong mấy cái phân thân đó bạn. Ẩn thân trong mấy cái phân thân. Chất lượng thiệt chứ. Thiệt chứ. Sao mà mở ra được hay thiệt luôn á. Ý, chưa gì sắp hết cái điểm tím rồi. No. Trời ơi, nhanh quá. Giờ chắc mình xài chiêu số 3 hả bạn, chiêu thứ 3 luôn. Trời ơi, sao mà mở ra hay thiệt luôn á. Cái Shisu này mới chuẩn BK luôn á bạn. Công nhận đắc két cũng hay thiệt chứ. Trời ơi, mở hoài không ra. Hay thiệt. Rồi, mình sử dụng chiêu thứ 3 hả bạn. Chiêu số 3 chắc là ảo thuật rồi, số 3. Vậy cái này cái chiêu ảo thuật vậy là giống như cái chiêu ảo thuật bình thường bạn. Đam cũng có 14.000 á bạn thấy không? Vậy giống Itachi á, cái chiêu mà đưa vào cái cây thánh giá xong rồi Itachi phân thân ra chọc chổng á bạn. đó. Giống vậy rồi. Ủa gì vậy? À. Cái gì vậy? Phun lửa, chấm hỏi phun lửa. Rồi, mình sẽ sử dụng lại hả bạn. Đây. Đó. Ui. Ảo thuật. À. Ảo thuật này còn gây đam nhiều hơn nha bạn, tại vì hồi nãy tại vì nó không có dính cái tia đó hay sao bạn, mình không thấy đam. À, giờ mình mới thấy lúc mà dính cái tia các bạn, dính cái tia chiếu xuống các bạn, đam còn to nữa. Kinh thiệt chứ. Để các bạn nhìn nè. Đây đó. Mặt trời các bạn. À này giống đưa vô ảo giác các bạn mà bị mặt trời thiêu đốt các bạn ơi. Các bạn thấy giống không? Đưa bị mặt trời thiêu đốt á. Wow. Chất lượng chứ. Mặt trời thiêu cháy con tim. Thiên tài cho trong tộc Uchiha. Hơn cả Itachi luôn á bạn ơi. Kinh khủng thiệt. Rồi. Ủa. Không có gì hết gì bị boss rồi. Rồi chắc mình để quánh quái bằng thức tỉnh con mắt lên nha bạn. Thức tỉnh Mangekyou Sengan Shisui ha. Rồi. Đây. Chết rồi, không có chiêu chạy nhanh. Để mình bật cái chiêu chạy nhanh lên, mình lấy cái chiêu chạy nhanh ra ha bạn. Cái chiêu khói để cho nhanh nhất. Đây. Sẽ khói là nhanh nhất. Rồi. Chạy. Ui. Rồi. Chạy. Shisui. Mình cũng tiếc thiệt chứ, Shisui sức mạnh thiên tài vậy mà bị tai sớm hả các bạn. Tai hơi sớm.
Rồi đánh 14.000. Đi, quá hết hồn, tụi quấn trúng hai con chứ. Rồi giờ mình sẽ xài chiêu này nha bạn, này là gì đây? Này là gì ạ? Cái chiêu đó là gì ạ? Mình bật lên không không? Không gì hết vậy? Không, từ từ để mình hồi lại cho bạn, chắc mình xài chiêu quy đi ha, chiêu quy đi, chiêu quy ra mới đã nè. Trời ơi bạn thấy gì? Ôi, bắn đúng phát chết luôn á. Con quái này 134.000 máu nha mày, 134.000 nha. 134.000 nha, để giờ mình gồng quy nha, mình thử bắn bắn một cái cho bạn coi nè. Đây. Đây. Bắn. Ôi đam kìa. Nhiều. Ui, mấy bạn thấy còn ba mấy ngàn đúng không? Đúng rồi, còn 32.000 nha bạn, 134 đi. Mình tính là còn 34.000 luôn đi, là 100.000 máu nha bạn. Mấy bạn thấy không? 100.000 máu quá nha. 134.000 mà giờ còn 32.000 là có hơn 100.000 máu luôn. Gì quái, gì? Con quái này cũng xài được Rasengan chấm hỏi. Quái xài Rasengan mày ơi. Này là gì vậy? Rồi, ủa gì vậy? Cái chiêu này khó hiểu thiệt á. Không, cái chiêu này mình không biết thiệt bạn, tại vì lại mình cũng đâu có rành xui lắm đâu. Cái chiêu này là gì có thì có bạn nào biết thì cứ comment dưới cho mình biết ha bạn. Cái chiêu đó là gì mình không biết thiệt luôn á. Sao kỳ kỳ vậy, bật lên xong rồi tự nhiên không phóng gì hết ha. Mình thấy thấy admin là chỉ cần bật lên là gì mà tự dăng ra té mà đó. Sao ta, cái chiêu này là sao ta, cái chiêu C thức, cái chiêu thức tỉnh manga kêu này mình chưa hiểu lắm ha. Thì bạn nào có thể biết thì có thể chỉ mình ở bên dưới nha mày. Ủa lộn, xài khói mà phân thân làm gì đây. Rồi bây giờ mình sẽ xài cái Susano toàn thân hả bạn. Susano toàn thân gì đó hả, chọt đâm. Rồi, chiêu quy. Đây, 134.000 nha. Chết luôn con quái 134.000. Thôi. Mấy bạn chọc, mấy bạn chỉ cần bắn chuẩn thôi là chết luôn con quái 134.000 mày. Cái này là cái gì á? Cái chiêu đó là mình không biết thiệt luôn các bạn, mình chịu luôn á thiệt. Không biết là gì luôn á. Vậy là chắc mình chỉ review được mấy cái chiêu thôi nha mày. Còn lúc mà thức tỉnh rồi thì mình chả biết xài sao luôn á, tự nhiên bật lên thì màn hình xong rồi giống như là tạo ra một cái thế giới riêng quá hả mày. Bạn thấy nha, giống vậy nè. Hả? Mặt trăng máu hay gì vậy? Tại sao ha? Mình cũng không biết lắm. Thì bạn nào mà có rồi á thì mà biết xài chiêu này thì có comment dưới chỉ mình hả mày. Rồi thì chắc mình đã review xong cho các bạn về con mắt Mangekyou Sharingan của Shisui rồi nha bạn. Thì các bạn nào thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe kênh mình để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip mình nha, bye bye.